Dù đã được hai giải Oscar và nhiều giải thưởng cao quý khác, nhưng đến giờ, nam diễn viên Christopher mới được gắn sao trên đại lộ danh vọng ở Hollywood. Diễn viên người Áo đã nhận được ngôi sao thứ 2536 trên đại lộ danh vọng, cùng với đạo diễn Quentin Tarantino và Samuel Jackson. Phát biểu trước công chúng gồm giới truyền thông và fan hâm mộ, Christopher cho biết ông có được thành công tại Hollywood là nhờ đạo diễn Tarantino. Xin cảm ơn vì đã ở đây với tôi để chứng kiến sự kiện này, và người góp phần lớn cho thành công hôm nay cũng có mặt ở đây, đạo diễn Quentin Tarantino. Christopher Waltz, 58 tuổi, từng có 30 năm hoạt động trong lĩnh vực sân khấu điện ảnh tại Đức, nhưng không thành công. Nhưng kể từ khi chuyển đến Hollywood và đóng trong bộ phim Inglourious Basterds của đạo diễn Tarantino vào năm 2009, trong vai một tên Đức quốc xã, thì sự nghiệp của ông đã cất cánh. Tiếp đó, ông vào vai một kẻ săn tiền thưởng trong bộ phim Django Unchained năm 2012. Cả hai đều mang về cho ông giải thưởng Oscar danh giá. Đạo diễn Tarantino cho rằng những kinh nghiệm của một nghệ sĩ trong lĩnh vực sân khấu đã khiến Christopher Waltz thăng hoa trong điện ảnh. Tôi rất hạnh phúc có mặt ở đây hôm nay để thể hiện sự ngưỡng mộ dành cho diễn viên người Áo mà tôi rất yêu thích này. Năm 2014 là một năm bận rộn đối với Christopher Waltz. Ông đã đóng trong phim Horrible Boss 2 và Big Eyes đều sẽ ra mắt vào những ngày cuối năm nay.